Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay với một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đua ngựa ở Tà Leng hoạt động thể thao góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống. Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là cầu nối góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Trong dịp nghỉ lễ ngày Quốc khánh 2 tháng 9, đông đảo du khách và người dân đã đổ về bản Thèn Pả, xã Tà Leng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu để tận mắt xem những màn đua ngựa. Đây cũng là trong những hoạt động thể thao hưởng ứng Tết Độc Lập và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc. Trong lượt đấu vòng loại của giải đua ngựa tổ chức trong ngày Hội Văn hóa dân tộc Mông, huyện Tam Đường năm 2023, nải ngựa số 52 đã giành chiến thắng về đích đầu tiên. Anh Giáng A Sinh ở xã Tà Leng đã thuần hóa chăm sóc và tập luyện kỹ lưỡng tham gia giải đấu là niềm vui của anh cũng như người dân ở nơi đây. Tham gia giải đấu này là em chỉ có giá về đi 2 vòng. Giá về chạy thì 2 vòng xong là hôm nay dạy lô là thắng. Tham gia giải đua ngựa năm 2023 đến từ các xã của huyện Tam Đường, nơi tập trung đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Theo thể lệ của giải đấu, mỗi lần đấu vòng loại có 5 ngựa thi tài, đường đua có 7 vòng tương đương với chiều dài 1.500m. Hai ngựa về nhất và nhì ở mỗi lần đua được chọn vào đấu vòng bán kết và cuối cùng là chung kết. Đua ngựa là môn thể thao truyền thống của đồng bào dân tộc Mông. Những ngựa đua là giống ngựa bản địa được nuôi dưỡng, huấn luyện. Khi được tổ chức giải đua ngựa, người dân đã tham gia hào hứng. Quan ngựa là có ý nghĩa, tức là để phục vụ hàng ngày đối với cái cuộc sống của người dân, tức là mang đi thuộc các cái thao gọ ngủ tại từ lắng rộng lắng nương vào về nhà. Như ngày xưa là hàng tuần là toàn mang xuống chợ mà lùa ngựa thì lùa từ chợ về nhà. Giải đua ngựa được đông đảo du khách và người dân đến xem cổ vũ nhiệt tình. Đường đua ngựa được xây dựng ở một khoảng đất trống tại bản Thèn Pả, xã Tà Leng. Xung quanh là những thửa ruộng bậc thang lúa chín vàng đang vào mùa gặt. Khung cảnh mùa vàng trên dải ruộng bậc thang ở núi rừng càng thu hút du khách đến chụp ảnh và tham quan. Đoàn tất cả mọi người đều rất là vui và bất ngờ, bởi vì là trong cái lịch thì biết là có rất nhiều hoạt động, nhưng mà có lẽ là thú vị nhất chính là cái giải đua ngựa, bởi vì đây là cái điều đặc biệt mà chúng mình cũng chưa bao giờ được tham quan cũng như là khám phá một cái hoạt động văn hóa rất là đặc sắc. Và hiện nay thì huyện Tam Đường đã khôi phục và tổ chức giải đua ngựa, mục đích là để cho đồng bào nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Tam Đường nói chung và đồng bào dân tộc Mông nói riêng tiếp tục khôi phục và nuôi chăn rắt và lựa chọn nòi giống ngựa để tiếp tục khôi phục phát triển và tổ chức giải đua ngựa, cũng là song song với việc đó để tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ của đồng bào dân tộc Mông để thu hút khách du lịch đến với Tam Đường nói chung và đến với tỉnh Lai Châu. Từ giải đua ngựa Tam Đường sẽ giúp cho du khách có ấn tượng sâu sắc về con người đôn hậu, dẻo dai, chất phác ở Tà Leng, trải nghiệm văn hóa bản địa và chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên của núi rừng Tây Bắc, Tam Đường, Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Lai Châu lần thứ nhất năm 2023, các đội thi đến từ các xã phường của thành phố đã mang đến cuộc thi giã bánh dày, sự vui nhộn, đồng thời đem đến cho du khách một trải nghiệm thú vị về nét văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc ở nơi đây. Với người Kinh, bánh chưng là biểu tượng cho Tết, cho trái đất vuông tròn đầy đủ. Còn với người Mông, bánh dày là biểu tượng cho tình yêu, sự thủy chung son sắt của trai gái người Mông. Bánh dày còn tượng trưng cho mặt trăng, mặt trời, là nguồn gốc sinh ra con người và muôn loài trên trái đất. Thông qua hội thi, đồng bào đã mang đến cho du khách một sự trải nghiệm độc đáo, riêng có. Mặc dù thời tiết ngoài trời nắng nóng, tuy nhiên dưới sự cổ vũ đông đảo nhiệt tình của khán giả, các đội thi đã nỗ lực hết mình, phối hợp giã bánh thật đều và nhanh tay, nặn bánh thật khéo để có thể hoàn thành phần thi một cách nhanh nhất. Hôm nay giá bánh dày rất là vui nhưng mà vẫn là mệt. Nhưng phải có bánh dày này người, theo truyền thống người Mông thì có từ lâu đời nay rồi. Thì cũng phải mình phải giữ lại cái truyền thống của dân tộc Mông mình. Đấy, tháng 9 hay tháng 10 đấy, chúng ta thu lúa mới về phải giá bánh dày mới để thưởng thức cái lúa mới. Để làm ra chiếc bánh dày dẻo thơm thì gạo nếp đường vo qua, ngâm nước từ 3 đến 5 tiếng, sau đó vớt ra để ráo nước, rồi cho vào chõ để đổ sôi.
Chõng xôi được làm bằng gỗ, cối ra bánh dày cũng được làm bằng thân cây gỗ, chắc thớ, mịn và quét rỗng ruột như chiếc thuyền độc mộc. Tranh thủ khi sôi nóng phải giã thật nhanh cho thật mịn, nếu để nguội thì khó thực hiện. Yêu cầu là người giã phải khỏe mạnh và khéo léo, thường là hai thanh niên đứng hai bên máng để giã. Sau khi giã thật nhuyễn, họ nặn thành từng nắm. Với bàn tay khéo léo và tỉ mỉ, thường là của những người phụ nữ, nặn thành từng chiếc bánh hình tròn, dẹt, khum khum và cho vào mẹt có cuốn theo lá dong tươi hoặc lá chuối xanh để ngăn những chiếc bánh kết dính với nhau. Mùi thơm của lá dong, lá chuối càng góp phần làm cho món bánh thêm đậm chất đồng quê, gần gũi với những con người cần cù lao động, thật thà và chất phác. Nhiều du khách ở các tỉnh dưới xuôi đều đã biết đến bánh dày, nhưng khi được trực tiếp chứng kiến người dân thì giã bánh dày, nặn bánh dày, cảm thấy rất lạ, thích thú và rất độc đáo. Được thưởng thức những chiếc bánh dày vừa làm xong, thấy hương vị rất ngon và tuyệt vời. Đây cũng là lần đầu tôi lên Lai Châu sau nhiều năm công tác, thì cũng lần đầu được chứng kiến và xem các chị dân tộc, người dân tộc giã và nặn bánh dày. Mà nói là mình ở đây cũng một thời gian nhưng mà cũng chưa giờ được chứng kiến là giã và làm bánh dày tận tay, tận mắt như này. Thì cũng là dịp để trải nghiệm và nhiều người, ví dụ như các bạn trẻ bây giờ hay là các cháu nhỏ thì cũng có thể chứng kiến để biết được là cái bánh dày mình làm ra như nào, và rất, nhìn rất là hấp dẫn. Với bánh dày, rất nhiều dân tộc khác cũng có, nhưng cách làm và hương vị bánh dày của đồng bào dân tộc Mông Lai Châu rất khác và cũng thật khó để lý giải được mùi vị đặc trưng của nó. Thông qua thi giã bánh dày đã tạo nên một không khí vui tươi, sôi nổi và những trải nghiệm tuyệt vời. Và đây cũng là môn thi thu hút rất đông người xem, cổ vũ, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Lai Châu đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc trong mắt nhiều du khách. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dịch tả lợn ở châu Phi đã tái xuất hiện và có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến các hộ chăn nuôi. Với mục tiêu ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, chính quyền các cấp cùng với cơ quan chuyên môn thành phố Lai Châu đã và đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Xã Sùng Phài là xã bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi. Hiện nay, phòng chuyên môn của thành phố Lai Châu và chính quyền địa phương đang thực hiện nhiều giải pháp để xử lý lợn chết và hướng dẫn người dân cách khử khuẩn. Tại gia đình bà Phê Thị Rẻ, bản Hồi Lùng, ngày 28 tháng 8 vừa qua, con lợn cuối cùng của gia đình cũng đã bị tiêu hủy. Tổng số lợn của gia đình bà trong đợt dịch này đã bị tiêu hủy, mất 9 con, bình quân là 60kg một con, tổng thiệt hại gần 40 triệu đồng. Ngày 16 tháng 8, đàn lợn của gia đình có một con biểu hiện bị bệnh. Khi bị dịch, gia đình đã báo với chính quyền xã và nghiêm túc thực hiện theo đúng hướng dẫn của cán bộ thú y. Khi lợn bị ốm, gia đình đã báo với chính quyền xã và đã được cán bộ hướng dẫn khử trùng, rắc vôi bột và được cấp thuốc khử khuẩn cho gia đình, hướng dẫn gia đình vệ sinh chuồng trại. Được biết, trên địa bàn của xã Sùng Phài hiện có trên 3.600 con lợn. Dịch xuất hiện từ đầu tháng 8 tại các bản Gia Khâu 1, sau đó lây sang các bản khác. Theo cơ quan chuyên môn, nguyên nhân tái nhiễm bệnh ở các bản xã Sùng Phài là do mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi đã tồn tại ngoài môi trường từ các ổ dịch cũ từng xảy ra trên địa bàn của xã từ năm 2020. Một số con lợn nhiễm mầm bệnh nhưng không biểu hiện triệu chứng lâm sàng. Bài tiết virus ra ngoài môi trường kết hợp với các hoạt động khác của con người như là vận chuyển, buôn bán. Trên địa bàn của tỉnh đã xảy ra dịch bệnh tả lợn châu Phi, trong khi hiện nay chưa triển khai tiêm đồng loạt vaccine thương mại phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi và thuốc điều trị đặc hiệu đối với dịch bệnh. Bên cạnh đó, thời tiết đang chuyển sang nóng ẩm, mưa nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho sự sinh trưởng phát triển của các loại vi sinh vật gây bệnh, sức đề kháng của con vật giảm xuống. Khi có kết quả xét nghiệm dương tính dịch tả châu Phi thì đơn vị cũng đã làm cái báo cáo nhanh, báo cáo ủy ban nhân dân thành phố và phòng kinh tế, đề nghị phòng kinh tế là tham mưu ủy ban thành phố là công bố dịch theo quy định. Và cũng đồng thời triển khai các biện pháp chống dịch, trung tâm cũng đã tạm ứng với thuốc hóa sát trùng và vôi bột cùng với lại các vật tư hóa chất kèm theo, như hóa chất thì đã ứng 49 lít, còn vôi bột thì đến ngày hôm 28 cũng đã ứng là 270kg vôi bột để xử lý các ổ dịch. Đồng ra thì cùng với các đồng chí của xã cùng phòng kinh tế là xuống hướng dẫn những người dân là về công tác tuyên truyền là không bán chạy lợn. Một số cái hộ dân thì cũng xuất của và cũng có cái tâm lý là lo và cũng sợ bán ấy. Thì cũng phối hợp với tuyên truyền là trong cái đấy 5-0, là một là không giấu dịch,
hai là không vận chuyển mua bán lợn chết, và ba là không sơ chế lợn ốm lợn chết, và bốn nữa là không sử dụng các cái thức ăn dư thừa để còn lại để cho các cái lợn đã chết và sử dụng lợn cho lợn khỏe ăn. Cùng với đấy là đến các hộ dân tuyên truyền với các hộ dân là dịch nguy hiểm dịch tả lợn châu Phi để người dân nắm và cùng với cơ quan chính quyền địa phương để khống chế dịch trong diện hẹp. Xác định phòng chống dịch tả lợn châu Phi là việc làm thường xuyên liên tục. Do đó, ngay từ đầu năm, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố đã xây dựng kế hoạch thực hiện phòng chống dịch bệnh nói chung và bệnh dịch tả lợn châu Phi nói riêng. Trong đó, triển khai tiêm vaccine phòng bệnh định kỳ vào dịp thu đông, thực hiện hai đợt phun tiêu độc khử trùng để tiêu diệt mầm bệnh trong môi trường. Nhằm không để dịch tả lợn châu Phi lây lan ra diện rộng, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, các hộ chăn nuôi cần phải nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch bệnh, tuyệt đối là không được chủ quan hay là giấu dịch, quyết tâm không để dịch lây lan trên diện rộng. Thưa quý vị và các bạn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn của tỉnh trong thời gian qua đã trở thành lực lượng quần chúng đặc biệt, là cầu nối góp phần trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thông qua người uy tín, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người dân gửi tới Đảng, Nhà nước. Theo đó, các cấp ủy chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác dân tộc, triển khai nhiều chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc, trong đó thì tập trung xóa đói giảm nghèo, làm nhà ở cho hộ nghèo, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Ông Vàng A Thào, người có uy tín dân tộc Mông ở bản Hủy Bắc, xã Pha Mu, huyện Than Uyên, luôn tận tâm với công việc của bản, của xã và dòng họ. Bản thân là đảng viên, ông Thảo thường xuyên nhắc nhở nhân dân chấp hành tốt các quy định của nhà nước, cho con em đến tuổi đi học, tích cực chăm lo sản xuất, ổn định đời sống, giữ gìn an ninh trật tự. Cũng người có uy tín trong bản là cũng luôn cùng nhau và giúp đỡ tất cả các cấp chính quyền và cùng nhau tuyên truyền bà con nhân dân để chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, và cũng để tuyên truyền bà con để lao động tham gia lao động sản xuất để phát triển kinh tế cho sau đời sống của mình, là sau này để cho nó đảm bảo, là vì an ninh trật tự là cũng đảm bảo cho sau này. Nhằm phát huy vai trò người có uy tín, tỉnh đã triển khai hiệu quả các chính sách dành cho người có uy tín như tổ chức các đoàn người có uy tín đi giao lưu học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh, hỗ trợ tặng quà trường hợp người có uy tín gặp khó khăn, ốm đau và kịp thời gặp mặt biểu dương khen thưởng người có uy tín có thành tích xuất sắc trong các hoạt động. Là người uy tín, tôi vận động gia đình, dòng họ, nhân dân trong bản chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, không nghe lời sai trái của kẻ xấu, tích cực lao động sản xuất, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để giữ gìn an ninh trật tự, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Theo thống kê của lực lượng chức năng, hiện nay toàn tỉnh có 1.073 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 275 người đang là già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ và hơn 150 người là cán bộ hưu trí. Những người có uy tín tại các thôn bản đóng vai trò to lớn trong công tác vận động nhân dân, xây dựng đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở cơ sở. Theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Người có uy tín thực sự là nơi trao gửi niềm tin của nhân dân, giúp bà con tháo gỡ những mâu thuẫn vướng mắc xảy ra trong đời sống. Đã tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban triển khai thực hiện tốt các chương trình, chính sách nhằm phát huy vai trò của người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Nhận thức rõ vai trò, vị trí người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, những năm qua thì trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã tích cực vận động cộng đồng thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và các quy định của địa phương, tích cực tham gia phát triển sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và tham gia xây dựng hương ước, quy ước của địa phương và vận động nhân dân thay đổi các tập tục lạc hậu, vân vân. Qua đó đã góp phần thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Thời gian tới, các cấp các ngành địa phương trong tỉnh tiếp tục phối hợp để chăm lo, phát huy vai trò của người có uy tín, chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc, nhất là triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững, tạo động lực phát triển về cơ sở hạ tầng và đời sống cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong tháng 8, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 776 tỷ đồng, giảm 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm chủ yếu trong tháng giảm so với cùng kỳ như điện sản xuất giảm 9,2%, chè khô các loại giảm 15,6%.
phấn đấu hoàn thành mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp trong năm. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành tiếp tục chung tay tháo gỡ các mặt khó khăn cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung triển khai kịp thời hiệu quả các chính sách của chính phủ, bao gồm cả thuế, chính sách bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm, chính sách miễn giảm thuế, phí, lệ phí, như giảm thuế VAT cho hầu hết mặt hàng từ 10% xuống 8%, giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước và gia hạn thời gian nộp các loại thuế, giúp cộng đồng doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Năm 2023, mặc dù ngành nông nghiệp nông thôn thực hiện kế hoạch trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, giá vật tư, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp tăng, nhưng ngành đã chủ động phối hợp với các sở ngành địa phương tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ quyết liệt, linh hoạt. Nhờ vậy, năng suất sản lượng nhiều sản phẩm đạt khá, góp phần vào việc tăng trưởng chung của kinh tế của tỉnh. Đến nay, diện tích gieo cấy lúa đông xuân đạt 6.800 ha, sản lượng ước đạt là 37.940 tấn, cây ngô là 16.809 ha, sản lượng ước đạt là 9.466 tấn, tăng 10,47% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu cây trồng tiếp tục được chuyển đổi theo hướng đáp ứng nhu cầu của thị trường, chuyển đổi từ cây trồng kém hiệu quả sang cây có giá trị kinh tế cao. Huyện Tam Đường hiện có 160 công trình thủy lợi với tổng số trên 430 km mương phục vụ nước tưới tiêu cho 633,9 ha lúa vụ đông xuân, gần 3.650 ha lúa vụ mùa, trên 580 ha hoa màu và 111,67 ha thủy sản. Để khai thác vận hành hiệu quả các công trình thủy lợi tại địa phương, huyện Tam Đường đã củng cố kiện toàn 17 tổ thủy nông ở cơ sở, đồng thời phối hợp cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông Lai Châu thường xuyên duy tu, sửa chữa, kiểm tra khắc phục sự cố cho các công trình hư hỏng, hạn chế tình trạng xuống cấp sau thời gian sử dụng, điều tiết nguồn nước tưới hợp lý theo từng mùa vụ, nhất là thời điểm khô hạn kéo dài, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn nước từ các công trình thủy lợi. Việc quản lý vận hành khai thác tốt các công trình thủy lợi trên địa bàn góp phần đưa sản xuất nông nghiệp của huyện Tam Đường phát triển ổn định cũng như nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Huyện Sìn Hồ có tổng diện tích tự nhiên là 152.245,18 ha, diện tích rừng hiện có là 66.447 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,12%. Nhận thức rõ được nguồn lợi từ rừng, những năm qua huyện đã tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Hàng năm huyện tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân về giá trị nguồn lợi của rừng mang lại. Cùng với việc tuyên truyền trên hệ thống truyền thông đại chúng, công tác tuyên truyền miệng trực tiếp trong nhân dân cũng đã được đẩy mạnh. Lực lượng kiểm lâm của huyện phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương tổ chức các buổi tuyên truyền thông qua họp thôn bản, lồng ghép trong sinh hoạt các đoàn thể, gắn với tổ chức cho nhân dân ký cam kết về quản lý bảo vệ rừng. Qua đó nhận thức về việc trồng, bảo vệ, chăm sóc và phát triển rừng được nâng lên. Trong tháng 8, tình hình thời tiết cực đoan đã gây ra mưa lớn, sạt lở đất và lũ quét tại nhiều huyện trong tỉnh, làm 4 người chết, 2 người mất tích và 4 người bị thương. 653 nhà dân bị ảnh hưởng và thiệt hại, 50 công trình thủy lợi bị vỡ, trôi, hư hỏng, gần 300 ha hoa màu bị thiệt hại, trong đó có trên 150 ha bị thiệt hại hoàn toàn, không có khả năng khôi phục, ước thiệt hại trên 145 tỷ đồng. Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp và bất thường của mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tiếp tục có công văn chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ trên địa bàn, tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thiên tai khi có mưa lớn xảy ra để triển khai các phương án ứng phó kịp thời nhằm đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Ngoài ra, tỉnh cũng chỉ đạo các huyện sớm bố trí các hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, tổ chức khắc phục nhanh nhất hậu quả mưa lũ tại các nơi bị thiệt hại nặng nhằm giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 9 năm 2023, trên địa bàn của toàn tỉnh không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào. Các lực lượng chức năng đã tiến hành tuần tra kiểm soát, phát hiện lập biên bản 106 trường hợp, ra quyết định xử phạt 34 trường hợp, tước giấy phép lái xe 3 trường hợp, tạm giữ 49 mô tô, đồng thời tiến hành kiểm tra 185 lượt phương tiện, bảo đảm các điều kiện an toàn khi xuất bến. Kiểm tra 82 lái xe, nhân viên phục vụ trên xe về nồng độ cồn, không phát hiện trường hợp nào vi phạm. Tổng số tiền nộp kho bạc nhà nước là trên 35 triệu đồng. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu xin phép được khép lại với nội dung của thông tin vừa rồi. Một lần nữa, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị.